nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái tweak cho phép chúng ta tùy chỉnh hiển thị hiệu ứng khi mà vuốt giữa các màn hình trong Springboard. Đây như các bạn thấy, các icon bình thường nó chỉ chuyển lướt lướt như bình thường, còn bây giờ thì nó đã xoay vòng tròn. Tôi nói là bắt mắt. Tức là mang tên là Barrel. Các bạn có thể thấy một cái icon của nó Barrel ở ngoài màn hình Springboard này. Chúng ta vào để cài đặt. Thì cài đặt của nó cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ có mỗi cái là tùy chỉnh hiệu ứng thôi. Đúng này, sẽ có rất nhiều hiệu ứng. Mình thử hiệu ứng Cube Inside, nghĩa là lập phương và quay vào trong. Phương quay vào trong và cái Curve and Roll số quay cái này ra cái mặc định cái Page Square à Page Squeeze rồi. Có tí hiệu ứng hoặc là mình thử một hiệu ứng nữa, hiệu ứng Vortex. Ôi, không tròn có mặt vãi, có mặt. Để cái tính này thì đầu tiên chúng ta vào CDA, đợi nó load xong. Mỗi lần vào CDA là phải đợi load một lúc, rất là khó chịu. Sau đó chúng ta tìm kiếm tích mang tên là Barrel, có chữ 3, có chữ B, A, R, R, Barrel. Sau đó chúng ta bấm cài đặt thôi. Cái này không tương thích với iPad và nó tương thích với iOS từ 4567. Cảm ơn các bạn xem video. Tiếng hôm đã. Tuyết này mang tên là Multitasking Gesture. Mình cho các bạn xem. Buốt lên dưới.